và ngày hôm nay tình hình nơi mà Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép 981 có thay đổi. Trung Quốc không có những hoạt động đâm va hay phun nước trực tiếp vào lực lượng chấp pháp của Việt Nam. Nhưng các tàu Trung Quốc ngày hôm nay cố tình gây hấn để lực lượng của ta đâm húc, sau đó thực hiện quay phim, chụp ảnh lại. Tuy nhiên, lực lượng chấp pháp của Việt Nam không mắc mưu. Đây là những thông tin mới nhất mà VTC14 vừa nhận được từ Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vào cuối giờ chiều ngày hôm nay. Ngày hôm nay, Trung Quốc sử dụng khoảng 125 tàu bảo vệ giàn khoan trái phép 981, giảm 12 tàu cá so với trước. Trung Quốc vẫn duy trì đội hình từ 8 đến 10 tàu, gồm tàu cá, tàu hải giám, hải cảnh và tàu kéo nhằm vây ép, sẵn sàng đâm va, phun nước vào các tàu kiểm ngư của Việt Nam ở khoảng cách từ 4 đến 5 hải lý. Còn máy bay tuần thám của Trung Quốc tiếp tục bay phía trên tàu của lực lượng Việt Nam nhiều vòng ở độ cao 300m, thực hiện quay phim chụp ảnh. Đặc biệt, tàu Trung Quốc cố tình khiêu khích để lực lượng kiểm ngư đâm húc, sau đó quay phim và chụp ảnh lại. Nhưng tàu của lực lượng kiểm ngư vẫn kiên quyết đấu tranh hòa bình. Các tàu kiểm ngư vẫn duy trì khoảng 20 tàu đấu tranh, tiến vào sâu hơn, áp sát giàn khoan, phát loa phát thanh tuyên truyền, yêu cầu tàu Trung Quốc rời khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Tàu cá Việt Nam tiếp tục hoạt động ở phía Tây Nam, cách giàn khoan từ 7 đến 9 hải lý. Tàu kéo, tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc vẫn sẵn sàng đâm va, phun nước nhằm chia cắt, cản phá đội hình tàu cá Việt Nam. Nhưng dưới sự hỗ trợ bảo vệ của lực lượng kiểm ngư, tàu cá Việt Nam vẫn an toàn và yên tâm bám biển, khai thác ngư trường truyền thống.